Ngày 1 tháng 11, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã họp và xem xét xử lý kỷ luật đối với Thiếu tá Trần Thị Luận, Công an huyện Đắc Đoa do có hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn xảy ra vào ngày 28 tháng 10 tại phường Phù Đồng, thành phố Pleiku. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của ngành, Giám đốc Công an tỉnh quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ đội trưởng xuống phó đội trưởng đối với Thiếu tá Luận, đồng thời tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với sai phạm của thiếu tá luận. Ngoài ra, Công an thành phố Pleiku cũng củng cố hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngày 1 tháng 11, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính ông TQH, 37 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo về hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Ông Hát bị xử phạt 1,5 triệu đồng và tức giấy phép lái xe 2 tháng đối với hành vi trên. Trước đó vào ngày 30 tháng 10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại một cảnh người đàn ông lái xe máy cản đường xe cứu thương đang đi đón bệnh nhân ở xã An Linh, huyện Phú Giáo, khiến cho dư luận bức xúc. Chiều cùng ngày, công an huyện Phú Giáo xác định người điều khiển xe máy là ông Hát nên mời lên trụ sở làm việc. Tại đây, ông Hát thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Tại thời điểm làm việc, ông Hát xuất trình được giấy phép lái xe và trong người không có nồng độ cồn. Thưa quý vị, kết thúc đợt cao điểm của Bộ Công an về xử lý xe quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương triển khai quyết liệt và có kết quả xử lý vi phạm cao. Nhiều biện pháp hay, cách làm sáng tạo đã được lực lượng chức năng triển khai áp dụng để ngăn ngừa giải quyết tận gốc vi phạm. Ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Một buổi tập huấn đã được đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hai Bà Trưng tổ chức cho chỉ huy cán bộ công an 18 phường trên địa bàn. Các chiến sĩ công an phường đã được hướng dẫn quy cách xác định phương tiện xe tải có cơi nới thành thùng hay không, để từ đó phục vụ cho công tác giả soát, điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý phương tiện. Chúng tôi muốn công an các phường giả soát trên địa bàn phường mình có bao nhiêu cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp sử dụng xe tải. Từ đó chúng tôi sẽ yêu cầu công an các phường tổng kiểm tra, giả soát để phát hiện các vi phạm sau đó sẽ tuyên truyền vận động tự tháo rỡ. Các trường hợp không chấp hành thì chúng tôi sẽ phối hợp với công an các phường và đội thanh trao thông vận tải BC08 để xử lý quyết liệt. Biện pháp này sẽ giúp lực lượng công an phường chủ động hơn trong công tác giả soát, xác định địa bàn có doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoạt động, để từ đó tiến hành kiểm tra. Nếu phát hiện vẫn còn phương tiện cơi nới thành thùng, sẽ vận động yêu cầu doanh nghiệp tự động cắt bỏ để hoàn trả lại nguyên trạng xe theo đăng kiểm ban đầu. Qua buổi tập huấn thì chúng tôi cũng nắm được về cơ bản các cái cách thức cũng như là các nhận biết về các cái lỗi vi phạm đặc biệt đối với các cái vi phạm về cơ lưới những thành thùng và từ những cách đo và cách xử lý cách nhận biết thế nào để có cái phương án xử lý thích hợp. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đang có hơn 120 phương tiện xe tải trọng lớn, xe bê tông, xe chuyển phát nhanh, trọng tải 3,5 tấn, thường xuyên hoạt động, cùng 7 điểm tập kết vật liệu xây dựng và 10 điểm thu gom phế thải. Ngay sau khi được tập huấn, lực lượng công an phường kết hợp với lực lượng ở cơ sở đến các doanh nghiệp vận tải để làm việc, yêu cầu ký cam kết không chở hàng quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe. Các đơn vị cảnh sát giao thông và đội quận đến tuyên truyền là không cơi nới thùng xe và chở quá tải, nồng độ cồn là bọn em đã ký cam kết và chấp hành để đầy đủ tại bãi trước khi xuất bến. Không có chuyện hết cao điểm sẽ dừng xử lý xe quá tải, xe cơi nới thành thùng, đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ Công an và giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Sau cao điểm công tác kiểm tra sẽ tập trung đi vào chiều sâu, làm đến đâu, dứt điểm đến đó, quyết tâm ngăn chặn và xử lý tận gốc vấn nạn xe quá khổ, quá tải gây mất trật tự an toàn giao thông.